Thưa quý vị và các bạn, mỗi một hành trình thắp sáng ước mơ lên sóng vào đều đặn của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng vào thứ Bảy thì chúng tôi luôn luôn nhận được những sự đồng hành, những sự quan tâm đến từ các đơn vị, những tấm lòng hảo tâm để cùng sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ sẽ tiếp tục lên đường đến với huyện Phú Bình. Và chúng tôi hy vọng rằng tại huyện Phú Bình, chúng tôi sẽ đến được với những nhân vật thật sự cần đến sự chung tay, góp sức của chương trình thắp sáng ước mơ. Hãy luôn đồng hành cùng với chương trình thắp sáng ước mơ quý vị nhé. Còn bây giờ, hãy cùng ekip đến với huyện Phú Bình. Bảy tháng 5 là gió lốc, là ngày mùng 8 là chúng tôi huy động toàn thể bà con nhân dân là hỗ trợ bạt thóc gạo tiền đấy, để giúp gia đình anh Luân là xây lại ngôi nhà mới để ổn định cuộc. Đây là một hộ gia đình hết sức đặc biệt, do ốm đau rồi là như chúng tôi đánh giá là một trong những hộ có những cái khó khăn đặc biệt. Chồng thì bị bệnh hiểm nghèo và bị ung thư và bị chết. Sau khi ở trong làng thì hoàn cảnh rất khó khăn đặc biệt, cũng đã phải chuyển đổi cái nhà đấy để ra ngoài núi này để ở, cũng do đất anh em cho và cũng đã làm thủ tục bìa đỏ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng tạo điều kiện cấp cho cái bìa đỏ để làm cái nhà để mẹ con sinh sống ở đây. Thì hiện tại gia đình của bà Nguyễn Thị Lan và anh Nguyễn Văn Luân này là một trong những cái hộ nghèo rất nhiều năm được đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc giúp đỡ, nhưng vì có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là chưa thoát nghèo được. Một là gia đình đông con, hai là bà Lan hiện nay đã bị bệnh tật, ba là em gái ở đây thì cũng đã bị bệnh hiểm nghèo, đang nằm điều trị bệnh máu trắng ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bốn là có một cháu dai là bị đau, là chậm mà kém phát triển, và chị Lan hiện nay trong người rất là bệnh, có u cũng phải điều trị bệnh chuyện thường xuyên. Chính vì vậy mới một cái khả năng có mỗi một anh con trai đi làm thợ, thu nhập chỉ đạt từ 6 đến 8 triệu đồng thì cũng không thể nào trang trải được hết cái khó khăn trong gia đình. Tôi ở nhà thì cũng chỉ là trông cháu mới lại động viên con đi làm để.
Trở lại gia đình bà Lan, lần này cùng các mạnh thường quân, chúng tôi mang theo niềm vui, niềm hy vọng. Và chính chúng tôi cũng nhận được niềm vui trong lần trở lại này. Nhìn anh Luân con trai bà Lan tất tả phụ xây cho công trình mà ai cũng thấy an lòng. Biết hoàn cảnh của hộ gia đình bà Lan, các cấp chính quyền, họ hàng cùng bà con chòm xóm đã góp công, góp của, bắt tay ngay vào xây cho hộ nhà bà Lan căn nhà mới. Bởi ai cũng thấu, căn nhà cũ kia chẳng còn thể ở. Không chung tay hỗ trợ thì hộ bà Lan bao giờ mới thoát nỗi lo canh cánh, màn trời, chiếu đất. Anh Luân không an tâm đi làm, bà Lan lại thêm thấp thỏm lo lắng cho các cháu mỗi khi vào viện chăm con không có nhà. Do đảng ủy mới này bà con ở xung quanh giúp đỡ thì em mới có cơ hội để làm thôi, chứ còn nhà này chỉ là ý nghĩ thôi chứ còn chưa làm được. Dạ, em chỉ xây nó bình thường thôi, nhà cấp 4 thôi, lập tôn thôi. Xây nhà mới, mỗi người một nỗi lo, nhưng tất cả cùng đồng lòng, lá rách ít đùm lá rách nhiều, cùng chung tay hỗ trợ gia đình bà Lan. Bên xóm là có hỗ trợ nhân lực, hô hán mọi người đến hỗ trợ bằng nhân công, mọi người thì hỗ trợ bằng tiền, người hỗ trợ bằng công lao động. Cái tiền hỗ trợ đến giờ phút này là xóm đã hỗ trợ được là 25.200.000. Với lại hôm trước chỗ gia đình cũng đã nhận được là 15 triệu nữa. Đấy, là những người đến ủng hộ trực tiếp. Và cùng với những tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng chương trình thắp sáng ước mơ ngày hôm nay, căn nhà mới của nhà bà Lan sẽ sớm hoàn thành trước khi mùa mưa bão tới. Kính thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu của chương trình Thắp Sáng Ước Mơ thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực và vô cùng xúc động về hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Lan ở xóm núi của xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Và hiện nay thì gia đình của bà Lan có 8 nhân khẩu cùng sinh sống, tuy nhiên thì chỉ có một mình anh con trai là còn sức lao động. Tuy nhiên thì công việc thường ngày cũng không đảm bảo, khiến cho gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn về sinh hoạt. Và đợt mưa bão vừa qua tại huyện Phú Bình và tỉnh Thái Nguyên thì ngôi nhà của gia đình bà Hoàng Thị Lan đã xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy mà chương trình Thắp Sáng Ước Mơ ngày hôm nay, sau khi đăng tải những hình ảnh về gia đình của bà Hoàng Thị Lan thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ đến từ những tấm lòng hảo tâm. Và ngày hôm nay quay trở lại với gia đình bà Hoàng Thị Lan, chúng tôi hy vọng với những tình cảm, sự san sẻ của cộng đồng thì gia đình bà Lan sẽ sớm có một căn nhà. Và Linh Giang xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý, các vị đại biểu cũng như những tấm lòng hảo tâm. Về phía đại biểu tỉnh Thái Nguyên, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Về phía đại biểu huyện, xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Bình. Về phía đại biểu xã Dương Thành, xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Dương Thành.
trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Hồng, trưởng xóm núi, xã Dương Thành, cùng đại diện thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dương Thành. Ngày hôm nay thì chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cũng nhận được rất nhiều sự đồng hành của các tấm lòng hảo tâm. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, trưởng phòng tổng hợp, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển miền núi. Trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Kim Tuyên, tổng giám đốc công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Boran Việt Nam. Và trân trọng giới thiệu ông Vũ Trung Kiên, trưởng phòng hành chính ngân hàng chính sách huyện Phú Bình. Và phần quà đầu tiên được gửi đến gia đình của bà Hoàng Thị Lan, đó chính là một phần quà đến từ công ty cổ phần thiết bị dược và y tế Hà Tuyên. Trân trọng kính mời bà Bắc Lệ sẽ thay mặt cho công ty gửi đến phần quà dành cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Hà Tuyên chúc cho gia đình sẽ có nhiều may mắn và gặp nhiều thuận lợi trong thời gian tới, xây được nhà cho các con cháu. Xin được chân thành cảm ơn công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên. Xin được trân trọng giới thiệu phần quà đến từ Ngân hàng Chính sách huyện Phú Bình. Trân trọng kính mời ông Vũ Trung Kiên, trưởng phòng hành chính của Ngân hàng Chính sách huyện Phú Bình sẽ lên trao phần quà hỗ trợ cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Xin được cảm ơn công ty. Phần quà tiếp theo sẽ đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Boran Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Boran Việt Nam sẽ lên trao số tiền hỗ trợ dành cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Và phần quà tiếp theo sẽ đến từ xóm núi của xã Dương Thành. Trân trọng kính mời ông Dương Xuân Hồng, trưởng xóm núi xã Dương Thành, huyện Phú Bình sẽ lên trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Đây chính là số tiền hỗ trợ dành của xóm, cán bộ và nhân dân xóm. Vâng, số tiền 25.100.000 đồng. Đây chính là tình cảm của bà con, chính quyền của xóm núi xã Dương Thành dành cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Và chúng tôi rất vui mừng khi ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được một tinh thần tương thân tương ái và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng đến với gia đình bà Hoàng Thị Lan. Và tiếp theo sẽ là phần quà đến từ Ủy ban Nhân dân xã Dương Thành. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Dương Thành sẽ lên trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Tiếp theo sẽ là phần quà đến từ Hội Chữ Thập Đỏ của huyện Phú Bình. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Bình sẽ lên trao phần quà hỗ trợ dành cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Và phần quà tiếp theo sẽ đến từ huyện Phú Bình. Trân trọng kính mời bà Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình sẽ lên trao quà cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Xin được cảm ơn tấm lòng vàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh về gia đình của bà Hoàng Thị Lan. Và trong đó thì ước mơ lớn nhất của bà Lan cũng như anh con trai đó chính là xây dựng một căn nhà mới. Một căn nhà thì có thể không quá to nhưng vững chãi để cả gia đình có thể sinh sống và an cư lạc nghiệp. Và ngày hôm nay thì với sự đồng hành của các tấm lòng hảo tâm trong chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, chúng tôi hy vọng rằng giấc mơ của gia đình bà Hoàng Thị Lan sẽ sớm trở thành hiện thực với một phần quà hỗ trợ rất lớn sẽ đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển miền núi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, trưởng phòng tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển miền núi sẽ lên trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Xin được chúc mừng gia đình bà. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho tất cả các vị đại biểu khách quý cũng như những tấm lòng hảo tâm ngày hôm nay đã đến và trao quà cho gia đình bà Hoàng Thị Lan. Và chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Thắp Sáng Ước Mơ và gia đình bà Hoàng Thị Lan sẽ sớm có được một căn nhà mới trước khi mùa mưa bão sắp tới. Và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Ước Mơ do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.